Roberto Carlos là một dị nhân đích thực. Anh lùn tịt nhưng sở hữu vòng tư to nhất thế giới và để lại nỗi ám ảnh khủng khiếp cho đối phương bằng những cú sút phi đạn. Anh có biệt danh là viên đạn bởi những cú sút phạt khiến bóng bay hình quả chuối ở Sunderland trong trận đấu gặp Pháp năm 1994 ở Cúp Tứ Hùng. Roberto Carlos lấy đà và khiến trái bóng ôm cua một đường cong tuyệt mỹ. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký trở thành hội viên được đặt ở dưới phần mô tả để có thể nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Kể từ khi xuất hiện trên sân cỏ thế giới, Roberto Carlos đã ngay lập tức trở thành hiện tượng đặc biệt. Cầu thủ người Brazil không phải mẫu cầu thủ to cao, hoa mỹ, nhưng lại sở hữu những tố chất cực kỳ dị biệt để tạo nên hậu vệ cánh trái độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá. Vì thế, hãy cùng chúng tôi đến với những siêu kỹ thuật từng làm nức lòng người hâm mộ của huyền thoại Roberto Carlos nhé! Sở hữu nền tảng kỹ thuật cực kỳ khéo léo của người Brazil, Roberto Carlos đã mang những kỹ năng đó vào trong công việc phòng ngự của mình. Đối mặt với đường chuyền dài vượt tuyến của đối thủ, Carlos không chọn cách phá bóng ngay lên phía trên như những hậu vệ khác. Huyền thoại của Real Madrid thể hiện khả năng đỡ bước một vô cùng điêu luyện để loại bỏ tiền đạo bên phía đội chủ nhà. Một tình huống phòng ngự đẳng cấp xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa. Đã 20 năm kể từ ngày cú sút phạt huyền thoại của Roberto Carlos khiến cả thế giới sửng sốt, cho đến tận sau này, những nhà khoa học, vật lý học và cả toán học đã thi nhau tìm hiểu để giải mã tình huống này. Carlos đã sử dụng cú sút bu lay má ngoài, trái bóng vì thế đi ngoài toan tính của Barthez và tất cả những người yêu bóng đá trên thế giới. Theo tính toán, bóng đã găm thẳng vào lưới với tốc độ lên đến 197 km/h. Với tốc độ và khả năng tạt bóng từ mọi vị trí, Roberto Carlos luôn là nỗi khiếp sợ cho những huấn luyện viên nào kỳ dơ với lối chơi tạt cánh đánh đầu. Ngay khi bóng còn chưa đi qua 1/3 sân đối phương, hậu vệ người Brazil đã thực hiện đường tạt bóng với quỹ đạo của một chiếc cầu vòng. Pha xử lý kinh dị này của Carlos đã loại bỏ toàn bộ hậu vệ đối phương và giúp người đồng đội của mình dễ dàng đối mặt thủ môn và ghi bàn. Khi một đội bóng có được sự phục vụ của Carlos trong đội hình, họ như vừa sở hữu cả tiền đạo cánh và hậu vệ cánh trong cùng một cầu thủ. Mỗi lần cựu hậu vệ của Inter Milan lên tham gia tấn công là thêm một lần hàng phòng ngự đối phương chao đảo. Trong tình huống này, Roberto Carlos đã sử dụng động tác giả một cách rất điêu luyện để loại bỏ hai cầu thủ phòng ngự của đội bạn. Đáng tiếc, cú dứt điểm cuối cùng lại không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn. Giải ngân hà Galacticos đầu tiên của Real Madrid khi đó có rất nhiều hảo thủ có khả năng xuất phạt cực kỳ tốt, có thể kể đến như Beckham, Figo, Zidane. Thế nhưng Roberto Carlos vẫn luôn được đặt trọn niềm tin ở những cự ly đá phạt sở trường của mình. Ở khoảng cách 25m so với khung thành đối phương, hậu vệ huyền thoại này tung một cú nã đại bác vào góc gần khung thành. Thủ môn đối phương dường như đoán được hướng sút nhưng cũng không thể làm gì trước lực sút khủng khiếp này. Trong thời kỳ đỉnh cao phong độ của mình, Carlos gần như không ngán bất kỳ một cầu thủ chạy cánh nào trên thế giới. Và ngược lại, anh chính là nỗi khiếp sợ với nhiều tiền đạo vào thời điểm đó. Ở tình huống này, Hugo Alves định sử dụng tốc độ để vượt qua sự truy cản của hậu vệ Real Madrid. Thế nhưng ý định này của cầu thủ Bayern ngay lập tức bị phá sản khi mà Roberto Carlos thực hiện pha xoạc bóng cực kỳ quyết đoán và chính xác để giành lại bóng. I can't.
đã có nhiều nhận định cho rằng Roberto Carlos hoàn toàn có thể chơi xuất sắc ở vị trí của một tiền đạo. Không chỉ sở hữu tốc độ, cái chân trái cực dị của nhà vô địch World Cup 1998 cũng là thứ vũ khí cực kỳ lợi hại. Từ đường tạt ở bên phải, bóng bay đến đúng tầm chân của Carlos. Không cần đắn đo, huyền thoại Los Blancos thực hiện pha volley đẹp mắt, bóng đập đất trước khi bay vào gôn và không cho thủ môn một cơ hội nào để cản phá. Trong những trận El Clasico mùa giải 2003-2004, Carlos thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh với Ricardo Quaresma. Hậu vệ người Brazil thực sự đã bỏ túi Quaresma một cách rất dễ dàng. Tiền đạo cánh của Barca khi đó là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng, nhưng gần như không có một cách nào để vượt qua sự theo kèm của Carlos. Khả năng phán đoán và kỹ năng phòng ngự đẳng cấp của Roberto đã khiến cho mọi nỗ lực của cầu thủ này trở nên vô nghĩa. Theo mô tả của huấn luyện viên Mario Zagallo, Roberto Carlos sở hữu tốc độ của một vận động viên điền kinh, dù là trong tấn công hay phòng ngự. Huyền thoại sinh năm 1973 đều cho thấy mình là chiếc xe F1 trên sân cỏ. Dù xuất phát sau cầu thủ bên phía Dortmund, hậu vệ người Brazil thực hiện pha bứt tốc kinh ngạc và nhanh chóng vượt lên để chiếm ưu thế. Dĩ nhiên, cách duy nhất mà cầu thủ đối phương có thể dùng để ngăn chặn Carlos trong tình huống này chính là phạm lỗi với anh. Thường được biết đến với phong cách thi đấu máu lửa khi sở hữu tốc độ và sự càng lướt kinh ngạc. Thế nhưng, người ta đôi khi lại quên mất rằng Roberto Carlos hoàn toàn có thể chơi bóng như một nghệ sĩ thực thụ. Sau khi có pha di chuyển thông minh ở bên trái, cựu cầu thủ Inter Milan thực hiện đường truyền cực kỳ kỹ thuật bằng một động tác chích mũi giày. Bóng được đưa chính xác đến tiền đạo Ryan phía trong, giúp anh này dễ dàng có được bàn thắng. Trong suốt sự nghiệp sân cỏ dài hơn 20 năm của mình, Roberto Carlos thực sự đã tạo nên dấu ấn quá đậm nét ở vị trí hậu vệ cánh trái. Cho đến nay, thế giới vẫn chưa tìm được ra cầu thủ nào có thể sở hữu được những khả năng dị biệt như vậy. Nếu thấy video hay, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.